đấy. Làm full nội độ cho Yamaha Swift tại tiệm sửa xe khác. Em ráp xong xuôi nha nè, giờ độ nhớt thì nó xong ha. Độ nhớt bắt các chân nữa là giao xe. Anh em nào muốn làm nồi, làm máy, sơn xe, dọn kiện qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462 xẹt 15 3 tháng 2 phường 2 quận 10. Nhận làm full hết cho anh em. Có dần lên làm lên 125, 135, 150, 175 nha nè. Ba anh em đi tour phượt mạnh bền ha. Thời gian tiệm Khánh mở cửa thì từ 8 giờ tới 5 giờ tất cả ngày trong tuần nha nè. Anh em muốn mua tùng thì liên hệ số điện thoại 038 9910 535.